Chào mọi người, bên Nấm đang chuẩn bị cho công tác làm mèo lỏng hay là gọi giống. Chị Chánh đang thao tác là trần qua nước sôi. Mục đích của việc trần qua nước sôi để làm gì? Nếu như mà cái chai á, mà mình rửa xong rồi mình để nó trong một cái thời gian nó sẽ bám bụi, hoặc là chai mới rửa, hoặc là những vết bẩn mà cứng đầu á, nó bám trên đó, chúng ta sẽ trần qua nước sôi cho sạch. Chúng ta làm kỹ ở những bước đầu thì càng về sau nó sẽ rất an toàn cho chúng ta. Sau khi trần qua nước sôi rồi thì chúng ta sẽ úp những cái chai này xuống nha. Đây, những chai này nó còn đang rất là nóng, úp cho nó khô đi. Và mọi người cứ xin lưu ý này, khi chúng ta trần qua nước sôi rồi chúng ta úp như thế này, chúng ta không được để nó bị sát đất nha. Bị sát đất sao? Khi mà cái hơi nóng nó sẽ hút. Chúng ta hở như thế này nè. Sau khi mà làm cho úp những cái chai nó khô thì bên Nấm sẽ pha môi trường và chiết vào đây. Chai này thì khoảng 1 lít thì Nấm chiết. Chai này sẽ nuôi lỏng ở 300 ml nha mọi người. Hiện tại thì là tháng 7 âm lịch, thì những cái công đoạn mà bên Nấm đang tăng cường làm giống nấm cho khách cũng như là tự sản xuất cho chính mình. Hiện tại mọi người đang thấy đó là phôi. Phôi này là chuẩn bị xuất xưởng nè, mọi người thấy rất là nhiều. Phôi này là đi rồi, chiều nay hoặc là chiều mai là sẽ đi. Rồi dạo quanh một vòng sơ cho mọi người xem luôn. Bên đây thì mới cấy mọi người. Cái vàng này là của cái lô trước bữa đi còn dư một ít. Này, thôi để luôn đi chung với lô sau. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thì Nấm lượt sơ qua về cái công tác chuẩn bị làm mèo lỏng như thế nào. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng chuyện Nấm, cũng như là quý khách hàng, cũng như là tất cả anh em đã xem cái kênh YouTube và ủng hộ Nấm nha. Cảm ơn và cảm ơn. Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây.